lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cùng với chính quyền địa phương đã về thăm, trao thưởng 100 triệu đồng cho gia đình vận động viên Cao Thị Duyên, cô gái vàng môn lặn SEA Games 32. Chiều ngày 18 tháng 5, ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, cùng chính quyền huyện Cẩm Thủy đã về thăm, chúc mừng và tặng quà cho gia đình vận động viên Cao Thị Duyên sinh năm 2001 ngụ thôn Quý Tân, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, người vừa lập thành tích xuất sắc, giành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc môn lặn tại SEA Games 32. Ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình vận động viên Cao Thị Duyên. Tại đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 50 triệu đồng, huyện Cẩm Thủy đã trao tặng 50 triệu đồng cho gia đình vận động viên Cao Thị Duyên. Trò chuyện với bố mẹ vận động viên Cao Thị Duyên, ông Phạm Nguyên Hồng đã biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của nữ vận động viên này đối với thể thao tỉnh nhà và thể thao Việt Nam. Đồng thời, ông Hồng mong muốn vận động viên Cao Thị Duyên tiếp tục phát huy tài năng, phẩm chất của mình, không ngừng nỗ lực để nâng cao thành tích trong thời gian tới. Đại diện huyện Cẩm Thủy cũng trao 50 triệu đồng tới gia đình vận động viên Cao Thị Duyên. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, đội tuyển lặn có sự quan tâm, đầu tư trọng điểm và tạo điều kiện để vận động viên Cao Thị Duyên tiếp tục cống hiến, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trên đấu trường quốc gia, quốc tế. Cao Thị Duyên là vận động viên xuất sắc của thể thao Thanh Hóa tại SEA Games 32 khi giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung 4x200m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ, 4x100m vòi hơi chân vịt tiếp sức nữ và 4x50m tiếp sức hỗn hợp, 2 huy chương bạc ở các nội dung 100m chân vịt đôi và 50m vòi hơi chân vịt, phá 2 kỷ lục SEA Games. Dành rất nhiều vinh quang về cho đất nước, tỉnh Thanh Hóa. Thế nhưng ít ai ngờ rằng cô gái vàng môn lặn này lại có một tuổi thơ vô cùng khó khăn. Hiện chị đang sống với bố mẹ, gia đình người anh trai trong một ngôi nhà cấp 4 đơn sơ chỉ rộng chừng 30m², bố làm khu đá, mẹ ngày ngày đan cót để mưu sinh. Mặc dù cuộc sống vất vả, nhưng suốt 12 năm con theo nghiệp bơi lội, Cao Thị Duyên đã không ngừng học tập để vươn lên thi đấu đỉnh cao, mang vinh quang về cho đất nước, gia đình, dòng họ.